biểu xây sát đường. Thì từ tầng trên cao thì có tượng Phật bằng vàng về ép nàng lấy một vị quan nhất phẩm. Còn vì sao á chùa được gọi tên Thiên Mụ á, từ năm một pho tượng lớn bằng đồng được khắc chiếc xe của hòa thượng Thích Quảng Đức đã dùng vào. Mình tên là Kim Hạnh, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà một điểm đến để mà viếng chùa bái Phật ở Huế. Nói đến ngôi chùa thì chắc cả nhà ai cũng đều biết, đó là ngôi chùa có tên là chùa Thiên Mụ, hay còn được gọi là chùa Linh Mụ, được tọa lạc trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, trên đồi Hà Khê, phường Hương Long, bờ bắc sông Hương của dòng sông Tả Ngạn của sông Hương. Thì chùa cách thành phố Huế 5 km về phía tây. Chùa thì theo hệ giáo phái Phật giáo Bắc Tông. Chùa thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ. Và ngôi chùa này rất là linh thiêng. Và mình sẽ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện về sự đồn đoán về câu chuyện này á, nó cho đến tận bây giờ vẫn còn cái lời nguyền đó. Thì trước khi mình chia sẻ cái kể về cái lời nguyền đó thì mình sẽ nói ở phía trước đây là dòng sông Hương và là bến thuyền. Và từ bến thuyền á thì mình xuống á, là có 24 bậc tam cấp. Và phía trước đây là cổng tam quan, có bốn trụ biểu xây sát đường. Thì từ cổng tam quan thì bước lên nữa là 15 bậc tam cấp là đình Hương Nguyện. Khu vực này là trước cổng Nghi Môn, gọi là cổng Nghi Môn nha cả nhà. Mình đứng xa thì mình nhìn khuôn viên chùa có hình dáng như một con rùa khổng lồ. Và từ cổng tam quan mình đi lên 15 bậc tam cấp thì mình sẽ nhìn thấy một cái tháp Phước Duyên, thì bằng gạch và nhiều tầng ở trong đó đó. Thì mỗi lầu đều có thờ tượng Phật. Tháp Phước Duyên thì có chiều cao 24 m, gồm có 7 tầng, xây bằng gạch vồ. Mỗi tầng đều có tượng Phật, tầng trên cao thì có tượng Phật bằng vàng. Kế tiếp thì đền Hương Nguyện. Trước tháp thì có 3 gian, bên hai bên dựng 2 nhà bia. Thì đầu thế kỷ 20, chùa bị trận bão bão giữa cái năm mà Giáp Thìn năm 1904 làm hư hại nặng. Đến năm 1907 vua Thành Thái đã cho xây dựng lại. Và bây giờ mình sẽ kể về sự tích một câu chuyện linh thiêng mà chùa lại ẩn chứa một câu chuyện rất cực kỳ là huyền bí, một lời nguyền mà tồn tại cho đến bây giờ, thậm chí nó làm trùng chân cho những cặp tình nhân yêu nhau hay dắt tay đến tham quan của ngôi chùa này. Vậy có hay không lời nguyền ấy, và lời nguyền đó như thế nào, cho đến hôm nay điều đó vẫn mãi là một điều bí ẩn. Thì mình cũng chia sẻ như thế này, bí ẩn về lời nguyền oán tình nhân ở chùa là: chuyện kể rằng khi chúa Nguyễn vẫn còn cai trị vùng Đàng Trong và tình yêu lứa đôi vẫn còn nằm trong sự sắp đặt của cha mẹ, có cô con gái nhà quan danh giá xinh đẹp đem lòng yêu một chàng trai mồ côi lại nghèo khó. Mối tình vụng trộm của họ như con thuyền chắc chở không bến đổ, vì bị gia đình nhà gái ngăn cấm quyết liệt quá đau khổ, đôi trai gái cùng nhau ra sông Hương tự vận. Vì những tưởng cuộc sống không đến được thì sẽ chết, bên nhau sẽ mãi mãi. Nhưng chớ chiêu thai, khi trái tim chàng trai đã ngừng đập dưới đáy sông Hương sâu thẳm, cô gái lại may mắn dạt vào bờ và được người địa phương tốt bụng cứu sống. Gia đình cô gái tìm về ép nàng lấy một vị quan nhất phẩm trong triều mà họ đã nhắm từ trước. Thời gian trôi qua, cô gái cũng dần nguôi ngoai, ngoai mà nổi buồn về người yêu cũ, thuận lấy chồng và sống một cuộc sống đời vinh hoa. Chờ người yêu mỏi mòn không thấy, quan hồn chàng trai uất hận cho số phận bất chắc của mình.
bèn lang bạt vào chùa Thiên Mụ ngự trước mặt sông Hương, thề độc sẽ phá những đôi tình nhân đến đây viếng chùa. Thì những câu chuyện như vậy có lẽ vì tích đó mà người ta truyền miệng nhau rằng những ai mà không còn cô đơn đến đây thì thành tâm cầu nguyện sẽ gặp được người thương. Còn nếu người yêu mà dắt nhau tới chùa thì sẽ đứt sợi tơ duyên. Lời nguyền và câu chuyện này vẫn còn lưu truyền và dân gian đồn cho đến ngày nay. Thậm chí có nhiều người còn khẳng định bằng sự thật và chứng minh nó với những câu chuyện của người trong cuộc. Là mình chia sẻ về câu chuyện tình như thế cho cả nhà được hiểu rõ về cái lời nguyền của trong chùa này như vậy. Và kế tiếp nữa thì hai bên cái đình hương nguyện có hai lầu bia hình tứ giác dựng thời Thiệu Trị. Và lui về phía sau nữa thì mình sẽ có hai lầu hình lục giác, một lầu để bia, một lầu để chuông dựng từ thời Chúa Nguyễn Phúc Trung. Và đây là Đại Hồng Trung Chùa Thiên Mụ, chuông đúc từ năm 1710 nặng khoảng 1.986 kg, được Chúa Nguyễn Phúc Trung năm 1675 đến năm 1725, pháp danh là Hưng Long, truyền thừa đời thứ 30 của phái Tạo Động, cúng dường Tam Bảo. Chuông được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013. Và tiếp nữa tới cái cổng tam quan của chùa. Hai bên thì có một cái gác chuông và gác trống, thì cũng có một cái chuông á. Thì nếu mà mình đi thẳng từ ngoài vào thì cái chuông bên phải đó thì được vua Gia Long đúc vào năm 1815, được đặt ở bên phải của cổng chùa. Còn bên trái thì chiếc chuông không bao giờ đánh được, đúc từ thời Chúa Nguyễn Phúc Chu năm Canh Dần năm 1710, nay đặt bên trái kế bên cạnh tháp Duyên. Và đây là có một cái bia đặt trên lưng rùa, bia khắc bài ngự kiến Thiên Mụ Tự của Chúa Nguyễn Phúc Chu năm 1675 đến năm 1725, nói về việc tôn tạo chùa Thiên Mụ năm 1715, bia được công nhận bảo vật quốc gia năm 2020. Và đây là cổng tam quan của chùa. Và ở đây là có một cái bia khắc bài thơ Thiên Mụ Tự Phước Duyên Bảo Tháp Lâm Hạnh Ngẫu Thành, nhất luật tính tự là đi chơi tháp Phước Duyên ở chùa Thiên Mụ, tình cờ là một bài thơ của Hoàng đế Khải Định năm 1916 đến năm 1925, dựng năm 1919. Còn vì sao chùa được gọi tên Thiên Mụ từ năm 1907? Được lấy từ câu thơ cổ Thiên Mụ Tự Biến Cố Triều. Chùa đã trải qua nhiều giai đoạn tu sửa nhưng vẫn giữ được nét cổ kính nguyên thủy, mang đậm nét truyền thống của văn hóa Việt Nam. Ngôi chùa nổi bật với cấu trúc hình 5 tầng tượng trưng cho ngũ hành. Trong triết học Đông Á, mỗi tầng đều có hình dạng màu sắc riêng biệt, tạo nên một sự hài hòa tương phản tuyệt vời. Cổng tam quan có 3 tầng. Tầng thứ nhất có hình tam giác đều, tầng trung là hình tròn và tầng cao nhất có hình vuông. Cổng tượng trưng cho sự sống thống nhất giữa thiên địa nhân trong triết lý Phật giáo. Thì qua cái bài thơ của vua Khải Định đó khác, thì đây là cổng tam quan của chùa. Và trước cổng chùa có 4 bức tượng của hình tứ đại thiên vương á, thì làm bằng gỗ. Chất liệu là gỗ. Rồi sơn xung quanh hết những cái cổng, mấy cái tượng đỏ xanh vàng nhiều màu sắc. Và có 3 lối đi tượng trưng cho 3 giới: nhân, quỷ và thần.
và bước qua cổng Tam Quan thì mình sẽ đến Đại Hùng Bảo Điện. Thì cổng qua rồi thì dẫn thẳng vào chùa. Thì mái chùa có 2 tầng 8 mái với lại 3 lối đi, có cửa bằng gỗ sơn xung quanh màu đỏ hết. Và mình khi bước vào bên trong chánh điện thì có một pho tượng của Đức Phật Di Lặc, là vị Phật nghe nỗi khổ của thế gian, bao dung độ lượng thế gian, miệng rộng cười hỷ xả của thế gian. Và Đại Hùng Bảo Điện thì còn lưu giữ bức đại tự có niên đại từ năm 1974 và một chiếc chuông hình nhật nguyệt bằng đồng. Vài nét lịch sử của chùa. Theo nhiều tài liệu ghi lại rằng ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và đã trải qua tồn tại có một lịch sử hơn 400 năm. Thời chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ xứ Thuận Hóa đã đích thân đi xem địa thế để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ đồ sự nghiệp của dòng họ Nguyễn. Trong một lần cưỡi ngựa dọc sông Hương, ông gặp một ngọn đồi nhỏ tên là Hà Khê, nhận thấy nó giống như một con rồng đang quay đầu. Nên vào năm 1601, chúa đã cho xây dựng trên đồi một ngôi chùa hướng ra mặt sông và đặt tên là Thiên Mụ. Ngày trước trên đồi Hà Khê có một ngôi chùa Thiên Mổ hay còn gọi là Thiên Mẫu của người Chăm. Người dân địa phương cho biết nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi nói với mọi người rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí làm bền long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Vì thế nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. Vào năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nói giỏi, nhà vua sợ chữ thiên phạm đến trời cho nên đổi từ Thiên Mụ thành Linh Mụ, có nghĩa là bà mụ linh thiêng. Mãi cho đến năm 1869, vị vua thứ tư của triều Nguyễn này mới cho dùng lại cái tên Thiên Mụ như trước. Tuy nhiên ngày nay người ta vẫn gọi cả hai cái tên cho mỗi lần nhắc đến ngôi chùa cổ này. Còn dưới thời quốc tổ Nguyễn Phúc Chu, sinh năm 1691, mất năm 1725, theo đà phát triển hưng thịnh của Phật giáo ở miền Nam Việt Nam, ông đã tự tay viết bia ký và khắc tên trên một tấm bia lớn để ghi nhớ việc xây dựng các công trình kiến trúc ở đây. Người dân đến Trung Quốc mua hơn 1.000 cuốn kinh Phật để trong lòng và ca ngợi triết lý của đạo Phật với vẻ đẹp tự nhiên và quy mô được mở rộng. Từ đó chùa Thiên Mụ trở thành ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra chùa còn được trùng tu nhiều lần vào các thời vua Nguyễn. Chùa từng được dùng làm đàn tế đất dưới triều Tây Sơn vào năm 1844. Nhưng dịp mừng lễ Bác Thọ, mừng sinh nhật thứ 80 của bà Thượng Thiên Cao Hoàng Hậu, là vợ vua Gia Long, là bà nội của vua Thiệu Trị, vua Thiệu Trị cho xây dựng lại ngôi chùa quy mô hơn, xây thêm tháp Từ Nhân, sao đổi là tháp Phước Duyên và đình Hương Nguyện. Hai tấm bia còn ghi chép thơ văn của nhà vua. Vào năm 710, chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc Đại Hồng Chung để thờ quốc công. Đại Hồng Chung đã hơn 300 năm tuổi, trên quả chuông có khắc chữ của chúa Nguyễn Phúc Chu với ý nghĩa mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trên thân chuông có 8 chữ viết theo nhiều cách khác nhau. Đến năm 1714, chúa Nguyễn Phúc Chu cho xây dựng thêm nhiều công trình khác. Và nơi đây thì cũng còn lại di vật chiếc xe của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã dùng. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã dùng chiếc xe này đi từ chùa Ấn Quang đến ngã tư đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Vừa bước xuống xe, Hòa Thượng tĩnh tọa giữa lòng đường, rồi tẩm xăng và châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách bảo tàng thị Phật giáo và đàn áp tự do tín ngưỡng của chế độ Ngô Đình Diệm. Bồ Tát Thích Quảng Đức thế danh Lâm Văn Tuất, ngày sinh năm Đinh Dậu năm 1897 tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Song thân là cụ ông Lâm Hữu Ứng và cụ bà Nguyễn Thị Nương. Năm 7 tuổi năm 1904, ngài thọ giáo với Hòa Thượng Như Đạt Hoằng Thâm tại chùa Long Sơn, Khánh Hòa. Năm 15 tuổi năm 1912, ngài thọ sa di giới, được đặt pháp danh là Thị Thủy, Pháp Tự Hạnh Pháp.
Năm 20 tuổi, năm 1917, Ngài Thọ Tỳ Kheo, Bồ Tát Giới tại Đàn Chùa Long Sơn, được ban pháp hiệu Quảng Đức. Năm 1932, Hội Phật học Ninh Hòa cung thỉnh Ngài chứng minh đạo sư. Năm 1948, Ngài đi hoằng pháp các tỉnh miền Nam, sang đến Cao Mên. Năm 1953, Giáo hội Tăng già Nam Việt cung thỉnh Ngài giữ chức phó ban trị sự. Năm 1958, Ngài xin nghỉ để có thì giờ chuyên tu thiền định. Trong suốt 46 năm xả thân hoằng hóa, Ngài đã khai sơn kiến tạo trùng tu tất cả 31 ngôi chùa. Năm 1963, cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam khởi động, nhìn thấy chế độ Ngô Đình Diệm mỗi ngày tàn bạo, Ngài quyết định tự thiêu để cúng dường Phật Pháp, thức tỉnh nhân tâm. Trước ngày tự thiêu, Ngài viết thư gửi Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong thư có đoạn Ngài nói: "Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở." Trong cuộc biểu tình ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 6 năm 1963, khi đoàn thể biểu tình đến ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, Sài Gòn, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng tháng 8, Ngài xuống xe, di vật hiện trưng bày, ngồi kiết già giữa đường, tẩm xăng vào ca sa, rồi tự châm lửa. Ngọn lửa phủ kín thân mình, Ngài chắp tay tĩnh tọa, lửa tàn, Ngài ngã xuống, tay vẫn không rời quyết ấn tam muội. Sau khi hỏa tán, trong lò thiêu lên đến 4.000 độ C, thịt xương đều ra cho, nhưng trái tim Ngài còn nguyên. Thiêu lần thứ hai vẫn không cháy, trái tim Bồ Tát hiển hiện là chứng minh cụ thể cho tấm lòng người con Phật yêu chuộng tự do bình đẳng, nhưng cũng vô cùng kiên cường bất khuất trước nạn cường quyền áp bức. Để tưởng nhớ đại nguyện cao cả của Ngài, Phật giáo Việt Nam truy tôn Ngài Pháp vị Bồ Tát, pháp hiệu Ngài hiện đặt tên cho con đường trước chùa Quan Âm, nơi Ngài trú trì ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, tượng đài của Ngài cũng đã được tôn trí trang nghiêm nơi Ngài tự thiêu. Đó, vậy đó được. Và đây là chiếc xe Austin mang biển số DBA 599 của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Và tiếp đến ở đây là lăng mộ của Sư Thích Đôn Hậu. Ông là Phó Chủ tịch Hội Phật giáo yêu nước thời chống Mỹ và có công trong việc chấn hưng Phật giáo ở Huế cũng như ở Việt Nam. Và mình cũng đi chùa Thiên Mụ, hay còn gọi là chùa Linh Mụ ở Huế, và kể về lời câu chuyện mà án tình oan của trong chùa này rất linh thiêng, thì cũng kể chia sẻ đến cho cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và cho mình xin một like. Cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.